Hiện nay ở thành phố Đài Nam đã ghi nhận có 6 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue chủ yếu tập trung tại phường Khai Sơn của thành phố để hỗ trợ Đài Nam phòng chống dịch bệnh. Ngày 9 tháng 7, Sở Kiểm soát Bệnh tật lần đầu tiên áp dụng hệ thống phòng chống thiên tai để phát tin nhắn cảnh báo dịch bệnh đến phạm vi 2 cây số xung quanh phường Khai Sơn, nhưng kết quả toàn Đài Loan đều nhận được tin nhắn này. Đài Nam thị trí. Đối, nào, mình chẳng nói mình đây là Phong Sơn. Mình Phong Sơn Cao Sơn bên có, cái gần đó có một đoạn cự ly. Sau buổi trưa, Sở Kiểm soát Bệnh tật đã lập tức xin lỗi và giải thích có thể do hệ thống trong lúc nâng cấp thông tin đã bất ngờ sửa đổi phần cài đặt nên dẫn tới việc phạm vi nhắn tin ngập lỗi. Tại Cao Hùng đã ghi nhận có 37 ca sốt xuất huyết. Chính quyền thành phố Cao Hùng cho biết công tác phòng chống không phải chỉ khẩn cấp tránh né tức thời nên việc sử dụng hệ thống cảnh báo chỉ đạt hiệu quả giới hạn. Theo chính quyền thành phố Cao Hùng cho biết, ở Cao Hùng ngoài việc mở ứng dụng app về tình hình sốt xuất huyết dengue, mặc dù hệ thống này không thể chủ động phát ra thông tin dự báo, nhưng người dân có thể dùng di động tra cứu thông tin để khi tiếp cận hay đi vào khu có dịch bệnh có thể đề cao cảnh giác bảo hộ cho mình. Trước tình hình sâu keo mùa thu xâm nhập vào Đài Loan, Ủy ban Nông nghiệp suy đoán đợt sâu keo này có thể bay theo luồng không khí đến đây và hiện đã hoàn thành vòng đời phát triển. Đến đến ngày 9 tháng 7, trên đảo Đài Loan đã bắt được 236 con sâu keo, có khoảng 60% xuất hiện trên thửa ruộng, vốn đã thông báo có ấu trùng, nhưng lại có 40% là vùng sản xuất mà trước đó chưa thông báo lần nào, cho thấy sâu keo mùa thu đã có chiều hướng sinh sôi nảy nở, sẽ có khả năng lây lan diện rộng. Hiện nay, công tác phòng chống vẫn trong giai đoạn 2 bằng biện pháp bắt buộc phun xịt thuốc. Bắp ngô là cây trồng chủ yếu bị sâu keo mùa thu phá hoại. Tuy nhiên, Đài Loan còn chưa đạt mức hiểu biết sâu về loại côn trùng này. Do đó, Ủy ban Nông nghiệp mời chuyên gia đến tìm hiểu các lĩnh vực như đời sống, phạm vi ký sinh sâu keo và thuốc trừ sâu hữu hiệu để tiến hành nghiên cứu tìm kiếm kỹ thuật phòng chống hiệu quả thích hợp. Sau đó sẽ tiến tới giai đoạn thứ 3 để nông dân tự chủ trong việc quản lý ruộng vườn của mình. Phó giáo sư Nhan Khánh Hoành cho biết số vụ thông báo sâu keo tương đối giảm. Nếu vì vấn đề không được những tiền thưởng thông báo mà dẫn tới vụ thông báo giảm, có lẽ chính phủ nên tăng cường việc kiểm soát để nắm vững tình hình xuất hiện của sâu keo mùa thu. Theo Cục Phòng dịch và Kiểm dịch cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát, đồng thời nhấn mạnh hiện vẫn là giai đoạn phòng chống khẩn cấp. Kêu gọi nông dân phải tiếp tục đi tuần tra ruộng vườn, chủ động thông báo để thực hiện công tác phòng chống kịp thời. Những năm gần đây, việc lướt mạng xã hội trên điện thoại cũng như xu hướng xem video clip ngắn trên mạng đã trở thành thú vui tiêu khiển của học sinh và các bạn trẻ. Thời đại Internet lên ngôi, tỷ lệ học sinh sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội ngày càng gia tăng. Theo kết quả cuộc khảo sát do Tổ chức Liên minh Quan tâm Phúc lợi Trẻ Em thực hiện cho thấy, có 80% thanh thiếu niên sở hữu điện thoại di động, tăng lên gấp 2 lần so với 6 năm trước. Bình quân 10 tuổi là có điện thoại di động. Thời lượng sử dụng mạng xã hội trung bình là 16,7 giờ đồng hồ mỗi tuần. Những người 10% thanh thiếu niên sử dụng hơn 40 giờ đồng hồ và hơn 30% em từng đăng tải video bằng ứng dụng TikTok và Instagram. Ngoài việc dùng để giải trí, có 40% thanh thiếu niên muốn trở thành người nổi tiếng trên mạng. Thanh thiếu niên ứng dụng mạng kể cả việc đam mê mạng xã hội, nếu không biết cách bảo vệ sự riêng tư khiến chuyện riêng tư bị rò rỉ hoặc tiếp xúc các nội dung như bạo lực, tình dục và ngập hiện tượng bị bắt nạt trên mạng v.v. đều mang lại nhiều rủi ro. Nhắc nhở phụ huynh nên giúp trẻ em hiểu được tầm quan trọng của sự bảo vệ riêng tư. Chính phủ cũng nên lập đơn vị chuyên ngành quản lý an toàn mạng dành cho thanh thiếu niên. Doanh nghiệp mạng nên thực hiện cơ chế tố giác, bảo vệ phòng chống mới có thể giúp cho trẻ em tránh khỏi mối nguy hiểm trên mạng.